Xin chào bạn, ngày hôm nay thì bọn mình sẽ review một cái game nó chơi khá giống với Mario nhưng mà nó hack não hơn. Tại vì nó có những cái pha mà kiểu cho mình chết một cách tức tưởi. Game này nó có tên là Delivery Boy. Thực ra game này thì đã phát hành lâu rồi, cũng phải được 2 năm mà, từ năm 2014. Nhưng mà mình mới khai quật nó lên và mình mới giới thiệu cho các bạn cùng trải nghiệm với mình. Ngay sau đây mời các bạn cùng bọn mình trải nghiệm game này. Và bây giờ thì bọn mình cùng trải nghiệm luôn. Chúng mình sẽ vào game. Game này nó có tên là... Đây, game này nó có tên là Delivery Boy như mình đã nói. Và các bạn có thể tải ở trên App Store lẫn CH Play, ở trên Android ấy. Và chúng ta sẽ có cái bản đồ này là... Có những cái bàn. Có những cái bàn thì chúng ta sẽ vượt qua. Đầu tiên là bàn đầu tiên đi. Đây, có những cái phím di chuyển này và AB này. A chắc là xuống 5. Này. Đây, nhảy. Lên, rồi, ok. Chúng ta sẽ thử đầu tiên. Rồi dễ bậy á. Xả. Lại luôn. Phải lùa nó rơi xuống. Quá đỉnh. Nhảy vào luôn. Chúng ta sẽ nhảy ra thành nào. Rồi ok. Bom này chắc nhảy qua là không sao đâu. Thôi đi xuống dưới đi, em nghĩ không nên đi quá. Ôi, sao? Lừa đảo à? Quả này thế nào cũng chết. Thế là sao mình qua được cái chỗ này? Chắc nhảy ra xa mét à? Sao thế nhỉ? Đi lên, chắc là đi xuống cũng chết ạ. Chắc mình nhảy ra mét thôi. Đấy, nhảy qua luôn. Xong, quá đỉnh. Chắc đây có lừa đấy, ôi bình tĩnh. Biết ngay. Chuyển xa xa ra. Ok. Nhảy lên lừa cho nó, nhảy lên. Kinh. Nghĩ trưởng ạ. Điên mất. Nhảy B. Ui. Giỏi quá. Quả này mình mà chết nữa thôi mình sẽ không chơi game này nữa. Tắt luôn máy đi. Sợ quá, không dám sang. Bình tĩnh, để lúc này em có chết thì em sẽ không hối tiếc. Tại vì em là người là chết. Ghét lại. Không chơi nữa. Rồi, ui. Bình tĩnh, quả này mà lại rất. Trời nó là lần cuối cùng. Lần cuối cùng mình sẽ thể hiện lần cuối cùng luôn. Ai nghĩ ra cái game này chả khác gì ức chế, chả khác gì cái Flappy Bird cả. Không chơi nữa đâu. Không chơi nữa. Đập máy. Đây là một game rất hack não các bạn ạ. Chơi phát điên luôn này. Mình rất máy. Đấy, bọn mình đã vừa trải nghiệm cái game này. Thực ra thì mình cũng muốn là chơi đến hết bàn để xem mà có cái gì có thể lừa cho các bạn biết ý. Nhưng mà do tuổi cao sức yếu với cả không có tài chơi game lắm nên là mình sẽ hy vọng là các bạn sẽ là hậu duệ chơi tốt và vượt qua tốt 10 bàn của cái Delivery Boy này. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu có ý kiến đóng góp gì thì các bạn hãy để lại phần bình luận phía bên dưới. Các bạn có thích game này không? Mình không thích lắm nhưng mà vẫn tò mò. Có em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye. Không trời đâu. Nó là lần cuối cùng. Lần cuối cùng mình sẽ thể hiện lần cuối cùng luôn. Ủa, khó chịu thật chứ bọn.